cái thì có phạm vi rang là tối đa là 7 kg nha, mình rang trong cái phạm vi từ 3 kg cho tới tối đa 7 kg. Cái thời gian rang thì 15-20 phút một mẻ. Tuy nhiên là mình có thể rang nhanh hoặc là chậm hơn, do là mình có thể tùy chỉnh cái gió nóng cũng như là cái lửa ga to nhỏ. Rồi, cái thời gian làm nguội thì nó chỉ mất từ khoảng từ 3 cho tới 5 phút thôi, do nó có nia, có hoạt khúc riêng cho nia làm nguội. Rồi, về thiết bị điện của máy thì motor sử dụng motor Enetech của Úc. Rồi, thiết bị điện thì của Đài Loan và của Nhật. Rồi, thời gian bảo hành máy là 2 năm. Phần máy này thì chúng tôi có các công suất là 5 kg, ở đây là 7 kg, nhỏ hơn là 5 kg, lớn hơn là 10, 15, 20, 30, 40 và 60 kg, tối đa là máy 120 kg một mẻ. Thì đây là máy rang cơ, đây là tủ điện rang cơ. Đối với cái phần máy này thì mình còn có tính năng là phiên bản là trống hai lớp và rang tự động. Thì đối với một máy rang cơ đó thì sau cái thời gian sử dụng thì nếu mà có nhu cầu thì mình vẫn có thể nâng cấp lên thành cái máy tự động. Rồi, quý khách hàng có nhu cầu liên hệ về máy rang cà phê điện, máy rang cà phê ga thì có thể liên hệ Quay Roster, máy rang cà phê.net. Ok, thì sau cái khoảng thời gian gia nhiệt tầm khoảng 3 phút, máy đã đạt đến nhiệt độ là 180 độ. Thì bây giờ là mình sẽ xả cà phê vào để bắt đầu rang. Ok, bây giờ là máy đang bắt đầu ra. Này, thăm cà thì mình có thể nhìn trực tiếp, có thể nhìn qua cái thăm. Rồi, ok, đây là mẻ rang 7 kg nha. Rồi, để là xả cà xuống thì đếm lại cái thời gian, mình biết được chính xác cái mẻ rang này nó sẽ rang trong cái thời gian bao nhiêu lâu. Rồi, nhiệt độ của cái pin thermometer, nhiệt độ hạt nó sẽ giảm sâu xuống 100 độ. Sau đó đạt tới điểm cân bằng và bắt đầu cân in boy và tới điểm quay đầu. Như chúng ta thấy thì sau khoảng thời gian gần 2 phút thì cà phê ngưng giãn, giảm nhiệt và bắt đầu quay đầu, đây là cái điểm cân in boy. Cái điểm cân in boy này nó phụ thuộc vào cái ẩm độ cà phê nhân nè, cái nhiệt độ gia nhiệt ban đầu nè, thể tích của trống rang nè, và cái vị trí đặt đầu giò cũng như là cái đồng hồ nhiệt theo tiêu chuẩn nào. Rồi, khi cà phê tới màu vàng chanh yellow ở mức nhiệt khoảng 160, giảm ga 50%, tăng gió lên 50. Đang rang ở mức nhiệt trung bình ha, thì sau khoảng 15 phút thì cái hạt cà phê lên 200 độ, bắt đầu tiếp tục là tăng cái gió lên 60, giảm ga về 30%. Rồi, đang vào cái giai đoạn khó nâu, caramel hóa. Thì nó sẽ nở ra từ 50 cho tới 100%. Sản lượng thì nó giảm, nếu mà ẩm độ tốt thì giảm khoảng 18-20%. Ở đây thì mình chưa có set up cái đường ống khói, cho nên là mình sẽ thấy cái khói nó bay ra mờ mờ như thế này. Hôm nay mình sẽ rang cái cà phê cho cái gu pha phin. Gu pha phin thì mình sẽ rang đậm hơn pha máy để cho nó có vị đắng sâu hơn, giảm bớt chát và chua. Bây giờ là 18 phút rang.
gian làm nguội của một mẻ rang như vậy nó chỉ mất khoảng từ 2 cho tới 3 phút thôi. Cá biệt thì có thể là mất cái khoảng thời gian làm nguội lên khoảng tầm 5 phút, tùy thuộc vào cái đường ống dài ngắn thì nó có khói dài ngắn mà khách hàng sẽ thích, cũng như là cái mức độ màu rang. Thì nói chung thời gian giải nhiệt trung bình cho một mẻ làm nguội như thế này thì nó mất khoảng tầm 3 cho tới 5 phút.